Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Khánh Dư Niên. Miu nị. Bạn đang nghe tại Holic Audio. Chương 39, rời khỏi Đạm Châu. Đằng tử kinh tuyệt đối không ngờ, nhiệm vụ bá tước giao cho lần này lại có thể hoàn thành thuận lợi như vậy, hắn vốn cho rằng Phạm Nhàn đại thiếu gia có thân phận như vậy nhất định sẽ mâu thuẫn với nhị thái thái ở trong kinh đô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ở lại đạm châu không ngờ vị đại thiếu gia này dường như rất vui vẻ đồng ý với yêu cầu của bá tước hắn sớm đã biết quyết định ở lại đạm châu của lão phu nhân nhưng không lưu tâm chỉ cần vị đại thiếu gia không danh phận kia cùng mình quay về kinh thành về phần lão thái thái nếu thích ở cạnh biển thì cứ ở nơi này dưỡng lão đi bá tước cũng không yêu cầu toàn bộ biệt phủ trên dưới cùng nhau trở về kinh mà ba cỗ xe ngựa màu đen đứng trước cửa biệt phủ người ngồi trên một chiếc đệm lót bằng vải bố màu xanh lam, màu lam, đen tương phản nhìn tương đối đẹp. Mọi người trong thành đạm châu đã vây lại xem, mọi người đều muốn xem cuộc dọn nhà này, sớm đã vây quanh hỏi thăm tư phía với biết được ngày hôm nay đại thiếu gia phạm gia phải trở về kinh đô. Tuy rằng cư dân càng đạm châu biết loài người ai cũng có khuyết điểm, tỉ như ghen ghét đố kỵ, tỉ như tranh chua, thế nhưng mười mấy năm qua, thường xuyên nhìn thấy phạm tiểu thiếu gia dạo chơi trên đường, ở trên nóc nhà hô vang, luôn luôn sinh ra một chút cảm tình. Lúc này nghe nói hắn phải rời đi, muốn tới kinh đô phồn hoa, ngờ rằng hơn phân nửa là không thể quay trở về nữa, tự nhiên có chút thổn thức trong lòng. Một đám người chờ ở cửa bá thức biệt phủ, chờ Phạm Nhàn bước ra khỏi cửa nhà này lần cuối. Nhưng đợi nửa ngày, vẫn không có thấy khuôn mặt xinh đẹp vĩnh viễn mang theo nụ cười ôn nhu. Ở hậu viện mọi người đứng thành hàng, Phạm Nhàn mình cười tựa vào cây cột, nhìn mấy nha hoàn đang vội vàng đi tới. Một nha đầu hô: "Bàn chải đánh răng, quên mang theo bàn chải đánh răng rồi." Thanh âm quát gọi này làm đám nha hoàn tìm kiếm mất cả nửa ngày. Từ lúc hắn đi tới thế giới này, không có gì quá đáng, chỉ là bàn chải đánh răng phải chỉnh lại cho thư thái một chút. Người đương thời thích dùng bàn chải đánh răng bằng lông ở đuôi ngựa hắn biến thành dùng lông đuôi heo, đồng thời gối đầu muốn chỉnh lại cho mềm mại một chút, dùng một ít bông mềm làm gối còn nữa dùng vòi tắm hoa sen để phun tắm, vẫn còn treo ở phía sau phòng ngủ. Còn có rất nhiều rất nhiều, chỉ là hiện nay xem ra, có thể mang tới kinh đô chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi. Không biết qua bao lâu sau, lúc mấy người đánh xe ngựa tới, Phạm Nhàn mới đỡ lão phu nhân, vẻ mặt mình cười chậm rãi đi ra khỏi biệt phủ. Sau khi chắp tay chào hương thận phụ lão bốn phía, Phạm Nhàn vô tình nhìn thấy tư tư đỏ mắt đứng trong đoàn người, có lẽ nhà đầu này khóc cả đêm qua rồi. Phạm Nhàn hôm nay ngoại lệ mặc một bộ áo dài, nhấc vạt áo lên, quỳ xuống đất hướng về lão phu nhân bái lạy. Sau khi đứng lên, hắn dùng phương thức hoàn toàn không hợp lễ pháp, đi tới hung hăng ôm lão thái thái vào lòng, cố sức hôn lên cái chán đầy nếp nhăn của nãi nãi một ngụm lớn, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Nãi nãi, tìm cách cấp cho tư tư một tấm chồng tốt, chỉ ít cũng như đông như vậy đám hạ nhân toàn phủ coi như không nhìn thấy hình dạng càn quấy của thiếu gia. Lão phu nhân cũng bị dọa làm cho kinh hãi, không ngờ Tôn Nhi luôn trầm ổn hiểu chuyện lại có lúc hồ đồ như thế, gõ vào chán hắn một cái mắng. Làm loạn cái gì, việc này tự nhiên ta có cách xử lý. Ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc, Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay hướng tới mọi người chung quanh thi lễ. Những năm gần đây khổ cực cho mọi người rồi đám nha hoàn hạ nhân nào dám nhận vội vàng né tránh. Lão phu nhân bỗng nhiên mỉm cười nói rằng, đi thôi đừng làm cho phụ thân ngươi ở kinh đô sốt ruột, về phần tư tư. Tương lai nếu như ngươi được thoải mái, ta sẽ đưa nó tới cho ngươi. Phạm nhàn ngẩn ra, không kịp nói cái gì, cũng mơ hồ leo lên xe. Tiếng bánh xe cuồn cuộn rung động, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành đạm châu. Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mây trắng như tơ, hết sức mỹ lệ xe ngựa đi qua tiệm tạp hóa còn đóng cửa, đi qua tiệm bán đậu hũ xa xa, Phạm Nhàn sốc màn xe lên nhìn, nhìn thấy tiểu nha đầu có thể chạy loạn bên người thiếu phụ, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười, ngồi về chỗ. Chỗ ngồi của hắn thực ra là một tấm đệm lót màu đen cũ kỹ. Tiệm tạp hóa buôn bán kém nhất thành đạm châu rốt cuộc cũng đóng cửa rồi, cư dân trong thành thuận miệng nói vài câu, phòng trừng vị lão bản mù loà kia sợ tương lai tuổi già cô đơn buồn chán, nói vài câu đồng tình, lại bắt đầu chuyển rời câu chuyện tới Phạm Đại Thiếu Gia vừa rời khỏi thành nhỏ không lâu. Mọi người suy đoán, bá tước đại nhân đưa con tư sinh của mình vào kinh, chuẩn bị an bài cho hắn chức quan gì đây. Lúc này Phạm Nhàn đang nằm trên xe ngựa, chiếc xe ngựa ở giữa đội hình, mặt trên phủ kín một chiếc đệm chăn vốn chuẩn bị cho hắn, rất mềm mại, rất chu đáo. Hắn tự nhiên cũng đoán rằng phụ thân đưa mình vào kinh là có nguyên nhân của nó, cho nên mới bảo thủ lĩnh hộ vệ đằng từ kinh thân trinh đi một chuyến đằng tử kinh vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở thùng xe bên kia, đôi chân không biết nên để ở chỗ nào, rất sợ làm bản đệm chăn trắng như tuyết, trong lòng rất khó chịu. Xem ra chủ nhân cũng là một phá gia chi tử, so với tiểu thiếu gia ở kinh đô cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Phạm nhàn rất thoải mái duỗi thẳng lưng, híp mắt, nhìn người trung niên nhân thực lực không tầm thường này hỏi. Đằng đại, đã rời khỏi đạm châu một đoạn xa rồi, có thể nói cho ta biết, phụ thân bảo ta vào kinh rốt cuộc bởi vì chuyện gì không đằng tử kinh có chút do dự dường như có chút khó mở miệng phạm nhàn mỉm cười ánh mắt trong trẻo vô cùng nhìn hai mắt hắn ôn nhu nói ngài cũng biết xuất thân của ta cho nên ta khó tránh khỏi có chút lo lắng đằng tử kinh tìm cách tươi cười kính cần đáp thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi lão gia lần này đưa người vào kinh tự nhiên là chuẩn bị tiền đồ sáng lạn cho thiếu gia phạm nhàn phất phất tay lắc đầu nói trong xe chỉ có hai người chúng ta ngươi hà tất phải che giấu gì hắn bỗng nhiên nở nụ cười nếu như ngươi không chịu nói nói không chừng ta dừng lại một chút rồi kêu xe chạy sau đằng tử kinh nở nụ cười thiếu gia thích nói đùa nói còn chưa xong phạm nhàn đã lạnh lùng chặn học có đôi khi ta không thích đùa đằng tử kinh trong lòng hồi hộp thành tiếng thầm nghĩ lẽ nào vị này nói thật nếu như người thật không muốn vào kinh, đây cũng là chuyện mà mọi người đều có khả năng đoán được. vậy vì sao lúc ở thành đạm châu lại không đưa ra ý kiến phản đối trước mặt lão thái thái? hắn nhìn thiếu niên tướng mạo ôn nhu trước mặt, càng nhìn càng thấy đối phương kỳ thực không đơn giản chút nào. phạm nhàn tự nhiên sẽ không chảy, tuy rằng vào kinh cũng không có nhiều chuyện tốt lắm, nhưng mấy năm nay cuộc sống quá an nhàn, sớm đã làm cho hắn không còn dũng khí lưu lạc giang hồ, phải tới miếu hoang đổ nát mà sống không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn tới thế giới này, là tới hưởng phúc mà. Mà hắn vừa vặn muốn tới kinh đô nhìn một chút, cho nên lúc ti nam bá tước cho người tới đón hắn, hắn căn bản không có nghĩ tới phản đối. Nhưng không có nghĩa là, hắn không hiếu kỳ sao chuyện này ẩn giấu cái gì. Trầm mặc hồi lâu, đằng từ kinh rốt cục có chút không chịu nổi không khí yên lặng trong xe, mở miệng nói rằng. Thiếu gia, lần này sở dĩ vội vã tìm ngài trở về kinh đô, kỳ thực là lão gia chuẩn bị cho ngài một cuộc hôn nhân. Phạm Nhàn nhìn hắn, nửa ngày sau mới mở được miệng nói. Hôn nhân, đăng bởi, admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị, bạn đang nghe tại Holic Audio, chương 40, nhìn về kinh đô. Đúng vậy, đằng tử kinh tính cần hồi đáp, hắn không muốn rơi vào thảm trạng như nhị quản gia kia, cho nên trước mặt chủ nhân nửa vời này cũng rất cung kính. Phạm Nhàn cau mày, trên mặt nổi nên vẻ nguội lạnh không hợp với tuổi tác, toàn bộ biểu tình không có giống như các thiếu niên thông thường khác khi nghe nói tới hôn nhân của mình, chậm rãi nói rằng. Hay lắm, vậy đối phương là ai? Hắn 16 tuổi rồi, sớm biết trong giới quyền quý, hôn sự khẳng định là chuyện được nhắc tới hàng ngày, hơn nữa phụ thân những năm gần đây vẫn không quên bản thân hắn còn có một đứa con tư sinh, như vậy sao quên chuyện này được? Chỉ là lần này cấp bách như vậy, làm hắn có chút khó hiểu, vì sao phải cấp bách tổ chức hôn sự này như vậy? Đằng tử kinh trả lời. Việc này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói gia đình tả hiền lương tục đức, nghe phong thanh ở trong kinh đô thì cũng không xấu lắm. Hắn cẩn thận giải thích, ngược lại làm cho Phạm Nhàn càng nghi hoặc, thử hỏi một người có thân phận con tư sinh như hắn, thì cho dù phụ mẫu có bối cảnh cao thâm dị thường thế nào, nhưng liệu vị quan lại đó có nguyện ý gả con gái cho mình không? Thấy vẻ mặt của hắn, đằng tử kinh rốt cuộc mở miệng nói. Chỉ là, vị tiểu thư đó dường như thân thể không được tốt, gần đây mắc bệnh cho nên mới vội vã. Phạm nhàn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mình là vật để sung hỉ à, hiểu được rồi hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Đằng tử kinh nhìn vẻ mặt của hắn, phát hiện thiếu gia không ngờ không có tức giận, cũng không có vẻ mặt bi thương, trái lại còn có chút hồi phục lại tinh thần. Nghĩ thầm phải lập tức kết hôn với người sắp chết, lẽ nào thiếu gia không có một chút tức giận sao? Phạm Nhàn không có gì là tức giận, loại chuyện này kiếp trước hắn nhìn thấy nhiều lắm, hơn nữa tức giận thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, trong lòng hắn, ngược lại còn có chút đồng tình với nữ nhân triền miên trên giường bệnh kia, chỉ vì thân thể của mình không tốt, liền bị ép buộc gả cho một nam nhân mà mình chưa hề gặp mặt. Về phần bản thân hắn, Phạm Nhàn không có cái loại tư tưởng buồn bực uất ức này hắn là nam nhân theo chủ nghĩa tinh thần, cho rằng việc nam nữ luôn luôn nhà gái có hại còn nam nhân chiếm tiện nghi nếu vợ mình ở thế giới này chết đi nói như thế vạn nhất lại gặp được một nữ nhân tốt khác chẳng phải càng mừng sao hơn nữa quay về kinh đô chuyện đào hôn cũng không thể được trước hết cứ tới đã rồi tính sau tất cả đều chờ coi đã rồi giải quyết sau nhìn xem nữ nhân kia đẹp không khả ái không đáng yêu không thiếu ra vì sao đằng tử kinh cẩn thận hỏi vì sao không tức giận? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Thứ nhất, ta đi kinh đô không có nghĩa là sẽ tiếp nhận việc hôn nhân này. Thứ hai, nếu như ta có tiếp nhận cuộc hôn nhân này, thì nhất định đại biểu cho việc ta thích nữ nhân kia. Thứ ba, nữ nhân kia triền miên trên giường bệnh, ta cũng không nghĩ chuyện này có bao nhiêu khuất nhục. Thứ tư người có thể không biết, kỳ thực ta là một lang trung rất lợi hại. Đằng tử kinh sửng sốt, việc này làm cho hắn có chút hồ đồ, nhất là câu cuối cùng thiếu gia không ngờ biết y thuật thế nhưng hắn vẫn không thừa nhận bởi vì hôn nhân của thiếu gia mà có thể từ bi kịch nhảy vọt tới hài kịch được dù sao gia cảnh nhà người ta cũng không tầm thường ngay cả ngự y cũng không trị hết bệnh thiếu gia làm sao có thể chữa trị được xe ngựa vẫn chạy liên tục đằng từ kinh rời khỏi xe ngựa trong xe chỉ còn lại một mình phạm nhàn đường đi khó tránh khỏi có chút tịch mịch hắn sốc màn xe lên tùy ý để cho gió phất trên mặt mình hít mắt lại nhìn cảnh núi rừng xanh thảm trôi qua cùng những phiến đá hai bên đường đi, cảm thấy đúng là có vô số hình ảnh đang lộn ngược lại về sau. Dường như giống với 16 năm trước, khi mình vừa tới thế giới này, cũng ở trên xe ngựa chứng kiến hình ảnh như vậy. Một ngày cuối tháng tư, bãi cỏ thẳng cánh cỏ bay bên ngoài kinh đô, Yến Oanh cũng bị những nam thanh nữ tú tới đây trong tiết thanh minh dọa chảy. Chỉ có hai hàng liễu xanh dọc theo con sông đào bảo hộ thành đang đong đưa khoe dáng trước gió làm cho những người dân khắp nơi tới đây ngắm cảnh. Một đoàn xe ngựa gồm 3 xe đang từ xa xa chạy tới, xếp hàng trên quan đạo chờ tiến vào thành. Màn xe mở ra, hé lộ ra gương mặt sạch sẽ tràn đầy ánh nắng mặt trời, người nọ nhìn tường thành kinh đô, nhìn sắc mặt yên vui của mọi người bốn phía, hít sâu một hơi thì ra đây là mùi vị của kinh đô. Người này tự nhiên là Phạm Nhàn, trải qua chặng đường 10 ngày gian khổ, đoàn người bọn họ cuối cùng cũng tới được kinh đô. Dọc đường đi, hắn cực kỳ hiếu kỳ quan sát thiên hạ Khánh Quốc, rốt cục thỏa mãn được dục vọng đi du lịch của mình. Hơn nữa, cùng đằng tử kinh và đám hộ vệ ở một chỗ cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều. Phạm Nhàn là một thiếu niên hay cười, người như vậy luôn dễ làm cho người khác sinh ra thiện cảm. Đằng tử kinh đỡ tay cho hắn đi từ trên xe ngựa xuống. Hai chân đặt vào quan đảo, Phạm Nhàn hơi chuyển động mắt cá chân, tận lức làm làm dày vài tiếp xúc nhiều hơn với mảnh đất này, dường như muốn nhận thức một chút xem đất ở kinh đô khác với nơi khác ở điểm nào. Người vào thành rất nhiều, kinh thành xâm nghiêm, cho nên sắp xếp chờ đợi có hơi lâu. Phạm Nhàn chờ có chút buồn chán, chỉ vào tường thành trước mắt cùng đằng tử kinh nói chuyện vài câu. Hắn đoán rằng, tỷ nam bá tức phủ hẳn sẽ không phái người tới đón mình mới đúng, dù sao thân phận của mình cũng không thể nào quang minh chính đại được. Trong lúc nói chuyện phiếm, bỗng nhiên đám người đằng sau có chút rối loạn, Đoàn người tự giác tránh ra một khoảng đường rộng ở giữa. Một đội kỵ binh lặng lẽ cưỡi ngựa chạy qua, tốc độ rất nhanh, tới trước cửa thành cũng không dừng lại chút nào. Trên con ngựa phía trước đội ngũ, là một thiếu nữ mặc y phục màu nhạt, trong tiết trời xuân thế này, vậy mà đỉnh đầu đội một chiếc mũ bằng da bạch lộc, nhìn qua cực kỳ đẹp. Thiếu nữ này hai hàng lông mày như núi xanh ở xa, con ngươi trong trẻo, vô cùng mỹ lệ, chỉ là nàng ngồi ở trên ngựa, vẻ mặt có chút lo lắng. Xem ra vội vã trở về thành nhất định là có chuyện xảy ra. Phạm Nhàn đứng ở ven đường, mỉm cười nhìn đoàn ngựa chạy qua, tán thưởng nói thầm, gia nhân trong kinh quả nhiên nhiều. Không khỏi nhớ tới người nữ nhân có khả năng trở thành thê tử của mình kia, không biết có hình dáng thế nào. Đằng tử kinh ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng. Phạm Nhàn trong lòng chỉ muốn tán thưởng một câu, không chút thất thố, như vậy khẩn trương cái gì? Cười hỏi, xem ra bầu không khí ở kinh đô không có bế tắc như ta tưởng tượng vị cô nương mặt này mặc váy lại cưỡi ngựa cũng không có người bàn luận sao đằng tử kinh cười khổ giải thích nói vị cô nương vừa chạy qua là con gái duy nhất của kinh đô thủ bị diệp trọng đại nhân ai dám nói nàng chứ phạm nhàn à một tiếng leo lên xe ngựa nhìn lại cửa thành quả nhiên đội kỵ binh tới cửa thành cũng không thèm xếp hàng cứ như vậy đưa ra lệnh bài rồi vào thành tới phiên phạm nhàn vào thành hắn tận lực nhìn vẻ mặt của quan binh cửa thành một chút, phát hiện đối phương giải quyết mọi việc tất cả đều một vẻ mặt, khi quay về xe ngựa mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trên ba cỗ xe ngựa này không có tiêu ký của Phạm Gia, xem ra lần nhập kinh này của mình cũng không có giống chống khua chiêng. Đăng bởi Admin Khánh Dư Niên, Miu Nị, bạn đang nghe tải Holic Audio, chương 41, vào Phạm Phủ. Phạm Phủ đặt tại phía đông Kinh Đô, cũng cách đại lộ thiên hà một khoảng khá xa, nên không nhìn thấy được hoàng cung. Ở đây đều là quan lớn quý nhân, không có bình dân bách tính nên khá yên tĩnh. Trên con đường vắng vẻ, cứ khoảng 10 trượng lại có một phủ môn, ngồi trước cửa chính vào phủ là một đôi sư tử đá trồng hốm, hơn 10 đôi sư tử đá cứ đều đều cách nhau như vậy lạnh ngắt nhàm chán chừng chừng nhìn đám người xe chạy qua. Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy qua, hai bên đường không ánh mắt nào thèm để ý. Tới phạm phủ, Hơi khó khăn một chút nhưng xe cũng đỗ được dưới một gốc cây bên cửa ngách. Phạm Nhàn vén màn xe, đằng từ kinh đánh xe, mặt vẫn lạnh băng nhìn một lượt bốn phía, da mặt vẫn không chuyển gật đầu. Két, một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, bọn hạ nhân trong phủ chạy ra đón hiếu kỳ nhìn Phạm Nhàn, lúng túng không biết nên sương hô thế nào để mà hành lễ. Hắn chỉ cười cười không nói gì, đi dọc theo hàng cây tới cửa phủ. Bọn hạ nhân thở phào một hơi bắt đầu tiếu thiết chuyển hành lý đầy chặt trong xe. Một gã sai vặt từ trong phủ chạy ra, không nói nửa câu liền dẫn hai người đi vào. Đi khoảng một dặm chỉ thấy đình viện dần dần sâu thêm, bên trong núi giả cùng cây cỏ xanh ngát, hoa thơm nước trong leo lèo, bài trí tinh nhã. Dọc đường đi có vài người lớn tuổi, vừa thấy có người tới liền lặng lẽ lui sang một bên, không một chút lộn xộn. Càng đi càng sâu, vẫn còn chưa tới nội viện, phạm nhàn thầm tán thưởng nhà cửa trong kinh đô quá rộng rãi, biệt phủ ở Đạm Châu chắc chỉ bằng một phần mười nơi đây. Ở kinh đô tắc đất tắc vàng, đại phủ nhà mình lớn như vậy, xem chừng quyền thế của phụ thân quả nhiên không hề nhỏ. Nếu là người thường, khi mới lần đầu bước chân vào hào trạch cao môn, chắc cả ngày sẽ cứ hoảng hốt bối rối. Cho dù trong hồng lâu mộng, lâm muội muội khi mới vào vinh quốc phủ cũng e dè không dám nhiều lời, chỉ sợ lỡ thất thố một chút là mất mặt vinh phủ. Nhưng Phạm Nhàn cũng không phải thường nhân, đã làm người sống đến hai thời đại, sinh từ luân hồi khiến cho cảm xúc của hắn cũng lạnh đi nhiều. Hơn nữa, mặc dù là con tư sinh, nhưng với quan niệm của kiếp trước cũng không vì thế mà tự ti xấu hổ, ngược lại còn cho rằng nếu xấu hổ thì phụ thân hắn mới nên xấu hổ. Bởi vậy hắn vẫn thản nhiên đi tới, càng không thèm quan tâm tới thể diện của phạm phủ. Hắn cứ thẳng lưng ngẩng đầu thong thả mà đi, vẫn điềm nhiên mỉm cười, không một chút gọi là câu nệ, tuy vẻ mặt tươi cười cũng có pha lẫn chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ là một tí xíu hầu như không thể hiện ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh sắc trong phủ, hắn tấm tắc thầm khen, đi ngang qua hàng liễu dịu dàng, bước qua cây cầu cong cong bắc ngang mặt hồ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như rát vàng đẹp không gì có thể sánh nổi. Thái độ của hắn suốt quãng đường đều lọt vào mắt đám hạ nhân hết. Họ cũng hiếu kỳ, thì ra vị thiếu gia lâu nay nghe nói đến là đây đây, không biết tả ra sao, tâm sâu khó lường, nhưng không hiểu sao đối với vị thiếu gia này lại cảm thấy có chút thú vị chỉ là loại thú vị này không thể nói được bằng lời. Cuối cùng cũng đến trước cửa nội viện, đằng từ kinh nhỏ giọng Thiếu gia tới đây tôi không thể vào, người hãy tự đi tiếp. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại động tâm nhắc nhở. Thiếu gia suốt cả quãng đường, hắn thấy rất có hào cảm với thái độ bình tĩnh điềm nhiên không tranh không đoạt của Phạm Nhàn, nghĩ đến trong phủ minh tranh ám đấu, trong lòng ấy nay muốn nhắc nhở gì đó. Nhưng lời lên đến cổ họng lại nhận ra mình có chút càn dỡ hơn nữa cũng không biết nên nói thế nào. Phạm Nhàn biết hắn đang nghĩ gì, cảm động mỉm cười chắp tay. Đằng Đại cứ an tâm đi. Tiếp theo nói lời căn dặn hắn phải cẩn thận thu xếp hành lý cho mình, đến tối có thể dùng. Vào lúc này mà vẫn còn có thể ung dung nghĩ đến việc buổi tối, Đằng Tử Kinh biết thiếu niên xinh đẹp trước mặt này suy nghĩ đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, nghe những lời này, bất giác an tâm hơn nữa, cười cười, bảo gã sai vặt có thể đi nghỉ bây giờ là một tiểu nha hoàn dẫn đường, là một tiểu cô nương còn chưa lớn hết, Phạm Nhàn đi theo sau nàng vào hậu viện. Một phụ nữ trung niên bưng thao đồng từ từ tới gần, nhún người thi lễ, sau đó hầu hạ hắn rửa mặt, nước không nóng không lạnh, rất vừa. Phạm Nhàn rửa mặt, rửa tay, lại cầm khăn mặt thấm nước đặt trở lại, lại nói lời cảm ơn. Người phụ nữ nghe thấy hai tiếng, cảm ơn hơi giật mình, hốt hoảng lùi lại. Phạm Nhàn chỉ cười cười, lúc này mới nhớ đây là kinh đô không phải ở đạm châu mình lại vẫn khách khí với nha hoàn sau này ở đây có vẻ không còn hợp lý dù nói là vào đến nội viện nhưng không được vào tận bên trong nha hoàn dẫn hắn đứng ở đại sảnh đại sảnh toàn màu trắng trên cổng mái vòm lộ ra mái hiên màu đen đứng thật lâu cũng không có ai thèm để ý không biết có phải mọi người ở đây thấy hắn mới đến ra oai phủ đầu hay không phạm nhàn vốn luôn bình tĩnh cũng thấy hơi bực Hít sâu một hơi nén xuống, chừng mắt nhìn mái hiên kia, nhìn thật kỹ, nhận ra nó được thiết kế rất tao nhã. Kỳ thực Phạm Nhàn đã trách oan bọn họ, nha hoàn đón cửa vẫn đứng một bên, nhưng vẫn cứ lờ hắn đi, chỉ là vì đã biết thân phận hắn nên không dám tiến lên. Không biết nên xương hô thế nào, dù sao hắn cũng không phải là con trai chính thất Phạm phủ, thứ hai là chủ nhân chưa đến, bọn hạ nhân sao dám làm bừa? Có điều, lúc này hẳn là có người sớm đi báo chủ nhân rồi đợi chán một hồi, Phạm Nhàn lại tự cười mình, ngoắc ngoắc tay gọi tiểu nha đầu kia. Tiểu nha hoàn khuôn mặt thanh tú, hai má tròn mềm mịn nhỏ giọng hỏi. Thiếu, thiếu, có gì phân phó? Thật ra cô bé định gọi là thiếu gia, nhưng lại thấy không ổn, chả biết làm thế nào đanh nuốt tiếng, ra vào bụng, ngắc ngứ đỏ mặt. Phạm Nhàn buồn cười nhìn tiểu nha đầu này, cười ha ha. Đem cho ta cái ghế dựa. Tiểu nha hoàn y lời chạy đi, mang tới đại sảnh một cái ghế dựa, có vẻ cái ghế khá nặng, cô bé vừa bê vừa thở hồn hình. Phạm nhàn tiến lên đón, đặt cái ghế xuống, mỉm cười tiêu sái đặt mông ngồi xuống, ngả ra sau ngẩng đầu nhìn mái hiên, không thèm bận tâm đến ánh mắt bốn phía. Nhà hoàn đón cửa thấy hắn cứ như thế mà ngồi trên ghế, giật mình lo. Trưởng bối vẫn chưa đến, vãn bối nên cung kính đứng chờ chứ, sao lại? Ngông nghênh thế này, trong hành lang uốn lượn truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã nhưng hơi buồn nương theo gió mà đến. Khẽ động tâm, Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một vị phu nhân mỉm cười đi tới. Nhìn bà khá đẹp, hai con mắt trong như nước, tà váy nhẹ nhàng bồng bềnh sang trọng, ngọc bội bên người dung dinh, trang phục đầy quý phái, nhưng lại không có vẻ phô trương, rất tự nhiên. Hít sâu một hơi, Phạm Nhàn đứng lên. Ánh mắt phu nhân như nhìn xa xăm, mỉm cười, vầng chắn cũng sáng láng, xa xa nhìn thấy Phạm Nhàn đã mở lời. Nhàn nhi, vất vả rồi, ngồi đi. Phạm Nhàn ngọt ngào cười. Chào Di Nương, đăng bởi, admin. Khánh Dư Niên, Miêu Nị. Bạn đang nghe tại Holic Audio. mươi 42, Liễu Thị. Người mới tới là nhị thái thái trong phủ ti nam bá tước, nàng ta họ liễu tên như ngọc, vài chục năm trước được bá tước thu về phủ bối cảnh gia đình vị nhị thái thái này cũng không kém ai, trong vòng ba đời còn có một vị quốc công. Cho nên nàng làm thiếp cho bá tước là chịu thiệt rồi, ở kinh đô nổi lên không ít bàn tán đoán giả đoán non tất cả mọi người đều nói liễu ra tài phú như vậy, tại sao lại đáp ứng gả con gái mình đi làm thiếp của Phạm Kiến, tuy rằng lúc đó Phạm Kiến đã là bá tước nhưng cũng chỉ là con hàng chi thứ trong đại tộc Phạm Thị, mãi cho đến 10 năm sau, tỷ nam bá tước được hoàng đế bệ hạ yêu quý, quan chức ngày càng cao, mọi người mới khâm phục ánh mắt tinh tường của vị nữ nhân họ liễu này nhưng kỳ lạ tì nam bá tước chưa bao giờ nghĩ đưa nàng lên làm chính thất mặc kệ nhà mẹ đẻ liễu thị nói thế nào đều không đáp ứng nhưng khuôn mặt khả ái tươi cười qua phạm nhàn vái sâu nàng nhàn nhi ra mắt di nương mặt liễu thị cũng cười nhưng ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nghe tiểu tử trước mặt một hai gọi mình là di nương không như người bình thường gọi danh sưng nhị thái 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 và di nương không giống nhau, không khác gì trời với đất. Liễu thị vừa cười vừa nói. Vào đi, đi đường xa, lại ngồi ở đây ngẩn người ngắm mái hiên là sao? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói phạm phủ chúng ta không hiếu khách sao? Không hiếu khách, hiển nhiên là dùng từ này không đúng, nhưng phạm nhàn không để tâm chỉ thầm than nhẹ. Di nương là đang khéo léo nhắc nhở thân phận con tư sinh của mình, nhưng cũng thầm phục tải ăn nói khéo léo của nàng vốn hắn không cho phép ai được nói khích nói cạnh khóe mình, cũng biết ở kinh đô là sân nhà của nàng, nên miệng lưỡi cũng có chút ý tứ bắt nạt, lại nghĩ nếu vì lợi ích cả hai bên đều có mâu thuẫn có thể điều hòa, thì cần gì phải nhượng bộ làm gì. Trong lòng cũng muốn nhịn, xem ra vị di nương này không hiền đâu. Ngày xưa có mâu thuẫn, hắn còn nghĩ nàng là một người đàn bà ngực to hơn đầu cho nên giờ gặp nàng rồi, hắn cũng không rõ, bốn năm trước. Vị phu nhân cao quý này vì sao lại muốn hạ độc giết người? Theo Nhị Thái Thái ra khỏi sảnh, khoảng cách hai người cũng không quá xa, trên người phu nhân có mùi hương khá đặc biệt len vào mũi hắn, hít thật sâu, công nhận nước hoa rất thơm. Ngay lúc này, Phạm Nhàn cũng khá thư giãn, tâm tình thỏa thoả mãn thoải mái, mỉm cười cùng Liễu Di Nương nói vài câu. Liễu phu nhân cùng chàng trai trẻ sóng vai nhịp chân bước đi, cũng hơi có cảm giác của tình mẫu tử. Trà được dâng lên, tất nhiên là trà hoa ngũ phong, hảo trà. Điểm tâm cũng được dâng lên, Tất nhiên là bánh Tô Giang Nam, hảo điểm tâm. Thăm hỏi Ân Cần lão phu nhân ở Đạm Châu, Liễu phu nhân lại nói tới cảnh trí của vùng biển Đạm Châu, kinh đô có chỗ không giống, mọi người đều cảm thấy câu chuyện cũng không có gì. Sau đó Liễu thị và Phạm Nhàn đồng thời không nói chuyện nữa mà chìm trong suy tư. Song phương đều ý thức được, đây cũng không phải là chuyến đi chơi du lịch, mấy lời nói xã giao khách sáo này cũng chỉ là vô nghĩa, không bằng cứ thật thà trầm tĩnh mà đối nhau bầu không khí trong phòng khách đã có mùi gượng gạo, nha hoàn hầu hạ cơm như hến, ngay cả khi rót trà cũng chỉ dám khe khẽ gión rén. Phạm Nhàn và Nhị Thái Thái cũng hơi ngại ngùng, thỉnh thoảng nâng chén trà che con mắt đang liếc đối phương, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng. Lòng Liễu Thị đang rất nặng nề, nàng nhận ra tiểu tử trước mặt quả nhiên không phải đơn giản, tình huống như vậy mà vẫn bình tĩnh ứng đối tự nhiên, không một chút bối rối tăng thẳng gò ép, trầm tính vững vàng, dường như còn chín chắn hơn cả thầy đồ xem ra bốn năm trước mình không nên nghe người ta xúi dục vô duyên vô cớ xông tới gây sự đối đầu với thiếu niên này đến bây giờ mới thấy hại rất nhiều mánh khóe thủ đoạn cũng không thể dùng đến cứ trầm ngâm như vậy liễu thị bỗng nhiên cảm thấy mình thất thế muốn lấy lại chủ động dù sao trên danh nghĩa nàng cũng vẫn cứ là trưởng bối vì vậy ho nhẹ hai tiếng phụ thân ngươi hôm nay nhậm chức hộ bộ thị lang lần này ngươi quay về kinh là để chuẩn bị sang năm ứng tí rồi vào thẳng hộ bộ làm việc Phạm Nhàn mỉm cười. Tất cả đều theo phụ thân phân phó. Dừng lại một chút, chỉ là không biết khi nào phụ thân về. Thành thật mà nói, ở Kinh Đô, người hắn muốn gặp chỉ có mấy người, hiển nhiên vị phu nhân trước mặt cũng nằm trong số đó, còn có phi giới lão sư và nhược nhược muội muội nhưng người hắn muốn gặp nhất tất nhiên là phụ thân hắn. Hắn muốn biết, năm đó, ti nam bá tước làm sao lọt được vào mắt xanh của mẹ hắn nữ chủ diệp gia giàu có nhất thiên hạ trong lòng hắn chỉ biết người mẹ đã chết, cũng không muốn nhận tin nam bá tức làm phụ thân, chỉ là trong lòng muốn tìm hiểu nam nhân này một chút. Phụ thân ngươi sẽ về ngay. Đang nói chuyện, từ bên ngoài vang đến một tiếng nói, đại môn bỗng chốc hơi rối loạn, đám nha hoàn vội vàng chạy đi lo nghênh đón ai đó, nhưng không kịp, một cô gái đi vào. Thật ra nhìn cô gái cũng không đẹp, nhưng chán vừa trắng vừa cao, tản mát một sự nhu nhược lại mang theo một tia lạnh lùng trời sinh cảm giác lạnh lùng này không phải như người ta vẫn nói là băng sơn mỹ nhân, đối với tất cả đều biểu môi miệt thị, mà là một vẻ tự tin đâm ra hơi hờ hững, có vẻ hơi ương bướng chống đối với tất cả. Nội tâm bình lặng của Phạm Nhàn hơi động, thầm nghĩ cảm giác lãnh đạm này lại có trên người một tiểu thư đại gia tộc nhà cao cửa rộng, thật sự rất không hợp. Cô gái nhìn thẳng vào Phạm Nhàn không e dè vầng chắn cao dần dần bất lạnh, trái lại hai gò má lại hồng hồng vài sợi phấn khích động môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi lùi lại nửa bước nhẹ nhàng vuốt ve trình lại y phục thanh tao thi lễ âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất lễ phép ra mắt ca ca phạm nhàn mỉm cười hai tay hơi đưa ra đỡ nàng nhược nhược muội muội không cần đa lễ ánh mắt hai người gặp nhau trong suốt không một chút tạp chất chỉ nhàn nhạt ý cười mấy năm thư từ qua lại có lẽ quen biết thâm giao nhất trên thế giới là một đôi huynh muội này một âm thanh trẻ con trong trẻo vang lên phá tan cảm giác lâng lâng cay cay khi huynh muội xa cách nhau mười mấy năm mới gặp lại. Ta, à, ngươi là Phạm Nhàn. Quay đầu nhìn, Phạm Nhàn thấy từ cánh cổng cao kia bước vào một cậu bé, cậu bé này hơi béo, trên mặt đầy vẻ khinh ghét người khác, đầy oán khí nhìn mình đầy vẻ chán ghét. Đăng bởi, admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị, bạn đang nghe tại Holic Audio, chương 43, Nhược Nhược, Phạm Nhàn thản nhiên ngồi xuống, không thèm để ý tới thằng nhãi này, lại chờ muội muội yên vị xong xuôi, lúc này mới mỉm cười từ tốn nhà từng tiếng. Vị công tử này là ai? Hiển nhiên hắn đoán được tiểu tử mập mạp này là ai nhưng vẫn cố làm như không biết. Ta là Phạm Tư Triệt, đại thiếu gia Phạm gia. Tiểu tử mập mạp nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm. Thì ra ngươi chính là đứa con tư sinh đó. Tiếng nói vào đến trong tai, Phạm Nhàn quay sang nhìn Liễu thị, không ngờ thị đã biến đi từ lúc nào, xem ra cố tình muốn để Nghi Tử bảo bối ra mặt ra oai làm nháo một phen, đập tan vẻ mặt bình thản của Phạm Nhàn, cứ giả ngu một chút, nếu có gây ra chuyện gì không hợp thể thống có thể mượn cớ con trẻ không hiểu chuyện. Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười thâm ý, ở Đạm Châu hắn biết trong phủ ở kinh đô, thiếu gia này rất ngỗ nghịch, lại luôn thô bạo ngang ngược, thôi thì làm anh thay cha để tránh cho phạm phủ sau này vì tiểu tử ngu ngốc này lại đắc tội với những người không nên đắc tội mà rơi vào thảm cảnh hạ tràng. Phạm nhàn quyết định dạy dỗ đệ đệ một chút. Đệ đệ, bất quá, diễn biến một giây sau đó ngược hẳn với những gì hắn dự liệu. Một âm thanh băng lãnh toát ra từ miệng nhỏ của Phạm nhược nhược. Đưa tay ra, dứt lời, tay trái rút ra một cái thước thật dài. Vì sao, Phạm tư triệt lẩm bẩm, mặt tái mét vì sợ nhưng bàn tay trái vẫn rụt rè đưa ra. Chát chát hai tiếng, trên bàn tay mập mạp của Phạm Tư Triệt xuất hiện hai đường hằn hồng hồng, thằng bé nước mắt lương tròng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mắng. Tỷ, vì sao lại vì một ngoại? Hai tiếng, ngoại nhân chưa kịp nói ra, nhược nhược đã lạnh lùng đánh thêm hai thước, để thêm hai vết hằn hồng hồng lên bàn tay mập mạp của hắn. Lúc này Phạm Nhàn mới phát hiện, ánh mắt muội muội rất lạnh lùng, cái nhìn làm cho người khác cũng thấy sợ thứ nhất đệ không được phép gọi thằng tục danh của ca ca thứ hai đệ phải hiểu thân phận của chúng ta không được nói ra những lời hỗn láo đấy thứ ba bất kính với huynh trưởng tất nhiên bị phạt phạm nhược nhược nhàn nhạt nói cái thức vẫn cầm trong tay làm cho phạm nhàn liên tưởng đến muội muội này bề ngoài nhu nhược khả ái bên trong lại nghiêm khắc như cô giáo phạm tư triệt tức giận nhìn phạm nhàn tự tát vào miệng sau đó chạy ra lần nào cũng vừa khóc vừa đi tìm mẹ hắn. Phạm Nhược Nhược thở dài, "Ta biết, tư triệt là hai chữ gì? Tư Lự Ngưng trệ như chư, hoành hành bá đạo lưu triệt. Suy nghĩ ngu như lợn, lại còn hoành hành ngang ngược. Cái tên hay như thế mà bị muội giải thành hai câu này. Nhưng buồn cười thật, làm sao bằng chuyện cười ca ca kể. Tại sao muội lại cầm thước đánh nó? Phụ thân giao cho muội quản lý dạy dỗ nó." Hình như phân tích của ta trước đây có chút sai lệch. Là vấn đề nam quyền hả? Ừ, còn cả sự phân bổ quyền lực trong gia tộc nữa. Bây giờ muội coi như cũng có chút quyền lực. Nhưng chớ quên, quyền này hoàn toàn là nhờ vào vui buồn của nam nhân kia. Ca ca, ca cũng chớ quên, nam nhân mà ca vừa nhắc đến chính là phụ thân của chúng ta. Hai người liên tục hỏi đáp dồn dập pháo nổ đạn bay, Phạm Nhàn và Nhược Nhược lại nhìn nhau cười sảng khoái vô cùng. Lúc này không có người ngoài, Phạm Nhược Nhược cũng không phải giữ kẽ như trước, lòng sung sướng cười tâu tuét. Phạm Nhàn cũng vậy, đến thế giới này, đại khái thân thiết chỉ có một muội muội này là có thể đối đáp hợp tính với hắn. Hơn nữa nếu tính ra, từ nhỏ Phạm Nhược Nhược đã ở với Phạm Nhàn, xét trên một góc độ nào đó, cái nhìn của nàng đối với thế giới này, với nhân sinh này, đều chịu ảnh hưởng lớn từ hắn. Hai người mười năm không gặp, khi nãy có chút xa lạ, nhưng sau một hồi đối đáp huynh một câu muội một câu đã nhanh chóng gần lại, dường như ca ca muội muội này không phải xa nhau 10 năm mới gặp mà như lâu nay vẫn sống chung một gian đình viện, sóng vai đọc sách. Trong mối quan hệ này, Phạm Nhược Nhược vô tình xem Phạm Nhàn như thầy giáo, mà Phạm Nhàn cũng coi muội muội như cô học trò nhỏ, hoặc là vãn bối. Hắn mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng. Xem chừng muội ở trong phủ cũng không tệ, ta cũng đã hơi lo nàng cúi đầu nhẹ nhàng tất cả là chủ ý của ca ca hả tương đương phạm nhàn ngượng ngùng cười lẽ nào mình viết tiểu thuyết môn tình ở kiếp trước giờ lại phát huy tác dụng nhưng câu này thật khó mà hỏi trực tiếp gần đây liễu thị tương đối an phận nhược nhược nhàn nhạt nàng không gọi di nương mà kêu thẳng tên liễu thị trong sảnh lúc này cũng chỉ có hai huynh muội nên rất lạnh lùng phạm nhàn cân nhắc một chút nói tuy ta ở xa tận đạm châu nhưng cũng biết liễu gia ở kinh đô địa vị cực cao, muội không nên chủ quan. Không đâu, nhược nhược cục mí mắt, hàng mi dài bóng nổi bật trên da thịt nõn nà. Phạm nhàn mỉm cười nhìn nàng, nhận ra một người, giữa biển người bao la, có thể tìm được một người, hiểu mình, là một điều vô cùng hạnh phúc, dù người này là do chính mình dạy dỗ mà nên. Hắn dịu dàng, nhận được tin của ca không? Dạ, tương đương nhược nhược cười cười, vẻ lạnh lùng đã không còn nữa. Đêm hôm trước thấy lá thư này trong phòng, muội giật cả mình, còn tưởng là người xấu. Nhìn chữ viết xong mới biết là của ca ca gửi. Hắn nhún nhún vai nghĩ thầm, với năng lực của ngũ trúc, sai đi làm bồ câu đưa thư cũng hơi phí phạm nhân tài. Trong sảnh chính không có ai quấy giày hai huynh muội điều này phạm nhàn rất hài lòng, hắn uống một ngụm trà, nghiêm sắc mặt. Nguyên nhân lần này ca đến kinh đô muội còn chưa biết phải không? nhược nhược ngừng đầu cười tinh danh nụ cười này làm cho hắn thấy hơi khó chịu lúng túng hỏi sao thế một tiếng thở dài trêu chọc tiểu cô nương mỉm cười nguyên nhân ca đến kinh đô đại khái rất nhiều người biết hơn nữa chắc chắn đã là đệ tử danh môn ở đây đều biết chuyện con trai tư sinh của ti nam bá tức lần này đến kinh đô đã được tính toán từ trước a à, tương đương phạm nhàn ngạc nhiên hỏi ca vẫn cứ đinh ninh phụ thân gọi ca vào kinh là rất bí mật chứ. Chẳng lẽ nhiều người biết lắm sao? Bất quá, chắc ở kinh đô cũng chỉ có một vài người biết ta là ai, tại sao lại có lắm người tò mò chuyện của ta thế nhỉ? Bởi vì lần này ca vào kinh là để chuẩn bị kết hôn. Nàng cười tinh nghịch, phụ thân đã nhắm cho ca một đám rất có thân phận. Hắn cao mặt, tuy hắn cũng không muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng rất quan tâm muốn biết đối phương là ai muội biết người đó không chị dâu tương lai của muội là tiểu thư lâm gia ánh mắt nhược nhược ánh lên một tia khó dò không chỉ có muội biết mà chắc chắn cả kinh đô đều biết lâm gia nào vì sao nàng lại nổi danh như thế phạm nhàn nhíu tít lông mày ca tuy ca vẫn ở tít đảm châu nhưng lại biết đủ chuyện trong hoàng cung nãi nãi ở đó hẳn cũng biết phạm nhược nhược nở nụ cười lục lại trí nhớ hắn vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ lẽ nào Lâm gia chính là gia đình của tể tướng Lâm Nhược Phủ? Là tiểu thư con tư sinh của tể tướng mà trước đây mọi người vẫn bàn tán xôn xao sao? Đăng bởi Admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị, bạn đang nghe tại Holic Audio, chương 44, Phụ Tử. Bây giờ là thời kỳ thịnh trị của Khánh Quốc, 10 năm mưa thuận gió hòa, dân phú tâm an, có điều những danh xưng như minh quân thiên cổ đệ nhất hay chỉ quốc thiên cổ đệ nhất luôn luôn xảo diệu là mang theo những danh xưng như quan lại hủ bại thiên cổ đệ nhất hay gian tướng thiên cổ đệ nhất. Tể tướng đại nhân Lâm Nhược Phủ, vốn xuất thân bần hàn, cũng không phải con cháu đại tộc nhà cao cửa rộng, nhờ con đường khoa cử mà tiến nhập quan trường, ban đầu làm quan ở Tô Châu, chợt được điều về kinh làm chủ bộ chiêm sự phủ, lại điều tới phương Nam gia nhập nhị vệ ti giai, sau lại về đô sát viện làm trường ấn cấp trung, lên dần tới học sĩ Hàn Lâm Viện, không lâu sau được khâm điểm về lục bộ giữ chức thượng thư lại bộ thị lang. Một đường thăng tiến, cho tới bây giờ đã là vị đại thần đứng đầu văn quan tể tướng đại nhân dưới một người trên vạn người. Cẩn thận để ý con đường làm quan của quan tể tướng mới nhận ra lão đã từng đảm nhiệm quá nhiều vị trí, nào là văn quan, quân chức, lại cả từ thần chi ti, có làm giám sát, tuy cấp phẩm khi thăng khi giảm, nhưng đúng là đã mòn gót đi qua tất cả các vị trí của quan viên Khánh Quốc quan lộ của lão cứ chậm rãi chắc chắn từng bước mà leo cao. Nghe đồn lâm nhược phù cũng không có người trong cung để mà dựa hơi, cũng không có những mối quan hệ rắc rối, nhưng trong chốn quan trường khánh quốc đầy thị phi, vẫn cứ lẳng lặng lừ lừ mà thăng tiến, chưa từng vấp ngã, điều này làm rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vị tể tướng này ngoài mặt thì thanh cao, nhưng trong bụng lại âm hiểm độc ác, thu hối lộ vô số. Hơn nữa lại đắc tội với không ít văn quan và vương công quý tộc, cho nên mới có cảnh không gia đình quyền quý nào làm thông gia, dân chúng chăm họ cũng không yêu quý. Chỉ là mấy chục năm gần đây, trong hệ thống các văn quan khánh quốc, lão là một cây đại thụ, tỏa ra vô số nhánh. Đại thụ thì không bao giờ chết, thường xuyên có ngựa sử tố thư lên trên tố cáo tể tướng, nhưng vẫn không có gì chứng minh nên đành bỏ qua. Chi sĩ kinh đô hận lão thấu xương, họ hận không thể băm vằm lão ra mà đem nấu canh. Nhưng quan vẫn là cha là mẹ, không ai dám ra mặt chọc vào lão. Cả Khánh Quốc, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ có thể quyết định quyền lực và tính mạng của tể tướng, những người khác đều không thể, đây là điều mà ai ai cũng hiểu. Cả Khánh Quốc, ngoại trừ viện trường đại nhân của giám sát viện có thể nhủ nước bọt thoá mà tể tướng, chưa ai có cái gan đó, ngài được hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. Mà viện trường đại nhân lần đó nhủ nước bọt với tể tướng, phải chịu bị cắt bồng lộc 3 năm đây là chiếu chỉ do chính tay bệ hạ phê chuẩn. Khi tất cả ai cũng nhận thấy rõ ràng hoàng thượng tín nhiệm yêu dùng Tể tướng vô cùng, những quan viên thanh liêm, học trò sĩ tử trí sĩ có tâm đều cảm thấy tuyệt vọng. Chính lúc này, không ai ngờ tới, có tin báo lên trên Tể tướng đại nhân Lâm Nhược phủ có một cô con gái tư sinh. Bất luận nhà cao cửa rộng, bất luận đại tộc danh gia, lão gia thu tiểu thê tiểu thiếp là chuyện rất bình thường. Nếu hậu viện nhà ngài mà chỉ có một nữ nhân, xin lỗi, không biết xấu hổ, đừng có thò mặt ra đường nhưng thói đời nặng nhất là huyết thống, cấp bậc lễ nghĩa. Đường đường là tề tướng đại nhân, tuy rằng cả thiên hạ đều biết là giả dối ngoan độc, nhưng dù sao cũng vẫn luôn đeo cho mình một cái mặt nạ thanh cao, lại khơi khơi có một đứa con gái tư sinh. Cái này thuộc về đạo đức, mà đứa con gái đó cũng đã hơn 10 tuổi, vẫn không được về phủ, vẫn lang thang thơ thần một thân một mình bên ngoài tự lo, là một vị phụ thân mà nói đúng là không có lòng nhân ái. Bởi vì tin tức này là từ trong hoàng cung lộ ra, ban đầu chỉ là mấy lời thì thầm nho nhỏ trốn quan trường ở Kinh Đô, dần dần trở thành một cơn địa chấn. Mọi người suy đoán, không biết có phải Hoàng đế Bệ Hạ đã thấy phiền lòng với tể tướng, chuẩn bị muốn đổi không? Lúc này chắc sẽ có đám quan ngự sử dân thư tố tội đây. Ngoài suy đoán của mọi người, lần này đích thân Hoàng thượng tự mình đứng ra, đè bẹp chuyện này. Mọi thứ dần ổn định, nhưng đứa con gái tư sinh của tể tướng đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Phạm Nhàn cười khổ, nghĩ đến trăm điều vạn lối cũng không thể nghĩ tới việc chuẩn bị lấy cô nương có thân phận giống mình đến vậy. Chính lúc này, bên ngoài có tiếng động vang lên, hai huynh muội biết người đó đã về phủ, đưa mắt nhìn nhau, lặng im không nói thêm lời nào. Phạm Nhàn chỉ dùng ánh mắt mời muội muội ra ngoài, nhược nhược khẽ gật đầu. Nến đã được thắp, nhưng bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, nên nhìn ánh nến ảm đạm vô cùng. Giữa gian phòng là một bàn đại tiệc thức ăn ê hề đủ món, có năm người ngồi, bay bên phải trái rất nhiều nha hoàn hạ nhân đứng hầu hạ. Phạm Nhàn chú ý thấy Liễu Thị cũng không giống như những di nương bình thường phải hầu hạ trượng phu ăn trước, mà ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên, thần thái tự nhiên. Người đàn ông trung niên ấy có phải là cha? Thoáng nghĩ vậy, đôi mày hấn bất giác hơi nhíu lại, lộ ra mấy nếp nhăn nho nhỏ. Tì nam bá tức tướng mạo trang nghiêm, mũ quan cân đối, cầm bốn tấc rất hợp với mắt thẩm mỹ bấy giờ, nhìn qua cũng dễ hình dung tính tình nghiêm túc, nói năng thận trọng. Yên lặng ăn xong bữa cơm, ti nam bá tước đi trước, phạm nhàn theo sau, vào thẳng thư phòng. Đây là lần đầu tiên phạm nhàn được một mình ở cảnh, phụ thân, mỉm cười, hắn không hề cảm thấy xúc động, sâu trong nội tâm hắn, chưa từng có cái gì gọi là cốt nhục tình thân với người này. Ti nam bá tước nhìn thiếu niên trước mặt, dùng nhàn phiêu nhiên xuất trần rất thanh tú, suy nghĩ một lát, lại khẽ thở dài dáng vẻ của ngươi rất giống mẫu thân. Phạm Nhàn cũng không đáp lời, bởi hắn cũng chưa từng được thấy qua hình dáng mẫu thân. Thế nhưng đối với phụ thân đại nhân đang đứng trước mắt, hắn có vô số điều muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Mấy năm nay ở Đạm Châu thế nào? Tì Nam bá tức nhìn hắn, nét mặt dường như hơi mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được phong thái hào hoa phong nhã anh Tuấn của ngày xưa. Rất tốt. Trên đường đi, với tính cách của ngươi, hẳn đã hỏi đằng từ kinh được nguyên nhân ta vội vã cho người đón ngươi về kinh. Vâng, có thấy ủy khuất không? Không, Phạm Nhàn cười. Ta chỉ đi nhờ xe về kinh đô mà thôi, chứ không đáp ứng sẽ lấy tiểu thư lâm ra. Lời mới dứt, phòng sách bỗng chìm trong sự yên tĩnh trầm mặc như cõi chết. Một lúc sau, ti nam bá tước lạnh lùng hỏi. Người có biết hàm ý của hôn sự này không? Hàm ý Phạm Phù ngoại chưa được thân thích với hoàng đế bệ hạ ra thì ở trong triều bình còn thể ôm vào một cái bắp đùi thật lớn đúng không?" Câu trả lời của hắn sặc mùi châm chọc, vốn hắn đã chẳng có chút cảm tình với người kia, theo đạo lý mà nói, hắn có thể vẫn giữ thái độ bàng quan, nhưng nghĩ tới, dù sao đó cũng là cha, mà hôn sự của con cái lại coi như một hành động chính trị, tuy rằng phải biết khôn mà đồng ý, nhưng không thể nói là hắn không phẫn nộ, chỉ có điều, phẫn nộ này, hắn chỉ có thể giấu đi đăng bởi admin Khánh dư niên Miu nị, bạn đang nghe tại Holic Audio. Chương 45, bí mật trong cung. Tốt, cuối cùng ngươi cũng biết tức giận. Khóe môi Ti Nam hơi nhếch lên, hiện dần vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Trước giờ vẫn nghe ngóng tin tức ở Đạm Châu, còn tưởng ngươi là một người không biết tức giận là gì. Hai tử, dù sao ngươi cũng mới 16 tuổi, nếu cứ cố gắng kìm nén mãi sẽ rất khổ thì sao, tương đương phạm nhàn kỳ dị nhìn phụ thân, chống ngực hơi đập. Có chuyện ta phải nói trước với phụ thân. Chuyện gì? Ta, không phải là người để người khác khống chế. Phạm nhàn nói trắng ra. Ta cũng không có ý muốn cưỡng ép ngươi. Tuy rằng ngươi, đúng là con trai ta. Ánh mắt ti nam bá tức lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ muốn tìm một tia hoảng loạn từ ánh mắt nhàn nhạt của con trai mình. Thế nhưng hôn sự với gia đình tể tướng đại nhân, là chuyện phải làm, việc này không thể thương lượng được. Cúi đầu trầm ngâm một lúc, Phạm Nhàn lại ngừng đầu cười. Người có thể thử một chút. Nụ cười tràn ngập tự tin và kiên trì. Tì nam bá tức dường như đã muốn giận, bàn tay đặt trên ghế dựa nắm chặt nổi gân xanh, một lúc lâu sau cũng có thể nén lửa giận xuống, cười nhạt. Thằng nhóc này thật là không biết gì, lâm gia tiểu thư đó ôn nhu dịu dàng, có học thức, hiểu lễ nghĩa, là một đám rất tốt. Hơn nữa, bằng vào địa vị của Phạm Gia ta hôm nay, chẳng lẽ còn cần phải nhờ vào một hôn sự để củng cố địa vị sao? Nếu chỉ vì một lâm nhược phủ, chẳng lẽ đến mức để ta và ngươi phải coi trọng thế sao? Phạm Nhàn kinh ngạc, cảm giác dường như phụ thân không phải đang giả bộ, chỉ là... Nếu ngay cả tế tướng đại nhân cũng không thèm để vào mắt, thì tại sao còn một hai muốn mình thành thân với lâm tiểu thư? Chẳng lẽ vì cô lâm tiểu thư này thực sự hoàn mỹ yêu tú? suy luận này đánh chết hắn cũng không tin. Vì sao nhất định phải cưới nàng ta? Hắn nhíu mày. Ti Nam bá tước mỉm cười. Bởi vì mẫu thân của Lâm Tiểu Thư là trưởng công chúa, muội muội của Hoàng đế bệ hạ. Nàng ta chưa chồng, nhưng đang âm thầm quản lý hoàng thương thương nghiệp của Hoàng gia cuồn cuộn không ngừng cung cấp tiền tài cho cả Khánh Quốc và Hoàng cung. Phạm Nhàn vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm người con gái chưa hứa hôn lại chính là con gái của trưởng công chúa. Nói vậy chẳng phải là tể tướng có một cái ô rồi sao? Thậm chí là một cái ô rất xịn, thảo nào tể tướng đại nhân những năm gần đây cứ thuận lời một đường như vậy, thì ra là dùng Mỹ Nam kế. Bí mật này, khắp thiên hạ chắc không có được mấy người biết. Nếu không phải phụ thân và hoàng đế bệ hạ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhất định không thể biết. Phạm Nhàn bỗng ý thức được rất rõ ràng, một bí mật động trời như vậy, vốn phụ thân không nên nói cho mình. Ti Nam mỉm cười, người cũng có thể hiểu, những lời này không thể để lộ ra bên ngoài, ai nói sẽ chết. Do vậy, những lời vừa rồi, người phải coi như chưa từng nghe qua. Ta nói cho người bí mật này của Hoàng Thất, vì muốn để cho người có thể chuẩn bị, tránh sau này ở chung với Lâm Tiểu Thư lại có gì đó thất thố. Bỗng nhớ lại trước đây ngũ trúc thu có nói qua chuyện tình kia, có hơi buồn bã, thở dài. Trưởng công chúa quản lý cả hoàng thương, có phải chính là sản nghiệp của Diệp Gia không? không sai, ánh mắt Ti Nam đầy chiều mến, tán thường nhìn thiếu niên trước mắt, thoáng hơi giật mình. Tiểu tử kia mới chút đã hiểu rõ vấn đề. Trường công chúa điện hạ chỉ có một cô con gái, mà bệ hạ đã quyết định từ lâu cả hoàng thương là do trưởng công chúa một tay quản lý. Nếu ai cưới Lâm tiểu thư, trở thành con rể của trường công chúa điện hạ, coi như có thể trở thành chủ nhân của hoàng thương. Nói nhiều quá, Ti Nam bá tức đã cảm thấy mệt, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi hưng phấn vịn vào tay ghế đứng dậy, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, nói rõ ràng từng chữ. Thương nghiệp này, vốn là của mẹ ngươi, ngươi chỉ là đoạt về những gì vốn thuộc về ngươi thôi. Một bầu không khí lặng lẽ nặng nề bao trùm cả hai cha con. Phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi bội phục. Xoay người thi lễ cha, hắn nói. Tuy rằng nàng không phải công chúa, nhưng dù sao cũng là thân phận hoàng thất, đáp ứng chúng ta như vậy, coi như đã đem trả gia nghiệp của mẫu thân cho ta. Loại ý nghĩ này làm ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Tất nhiên còn có sự chuẩn bị phía sau. Đừng quên cha là hộ bộ thị lang, công việc chính là quản tiền quản bạc. Phạm kiến mỉm cười, thường thức cậu con trai có suy nghĩ sớm trưởng thành và thái độ bình tĩnh trước mặt. Hơn nữa có chuyện này ta cũng muốn nói cho ngươi, lão Tạc lâm nhược phủ dù không được quyền lên tiếng trong chuyện này, nhưng hắn vẫn phản đối hôn sự này nên ta mong ngươi trong thời gian ngắn ở kinh thành có thể có biểu hiện tốt một chút vì sao tương đương phạm nhàn nghi hoặc tuy lâm tể tướng là đầu triều văn quan nhưng cũng rất rõ địa vị của phạm gia ở kinh thành đối phương nếu có thể kết giao với cường viện như vậy hẳn phải mừng không hết vậy tại sao lại phản đối nếu như lo lắng về thân phận thì vị tiểu thư này cũng như hắn nào có xuất thân vẻ vang gì mỗi người đều có địa vị của mình nếu mục đích khác nhau thì suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Phạm Kiến chỉ nhàn nhạt giải thích. Phạm Thị Tại Kinh Đô là một đại gia tộc, Lâm Nhược Phủ là đầu triều văn quan, hai nhà âm thầm kết giao, sự tình quá lớn. Lâm Nhược Phủ sở dĩ còn trần chờ, một là sợ bệ hạ nghi ngờ hắn có dụng tâm, hai là sợ giữa các văn quan trong triều bởi vì chuyện này mà sinh ra hai lòng. Phạm Nhàn thở dài, tự diễu. Suốt dọc đường ta còn lo lắng rất nhiều, ban đầu còn tưởng là phải gánh trọng trách ai mà ngờ hóa ra chỉ là ý nghĩ của một mình phạm gia đúng vậy nên mới muốn ngươi phải tìm cách để vị lâm tiểu thư kia thích ngươi phạm kiến mỉm cười có vẻ hơi khó nói thế còn từ trọng trách kia là ngươi có ý gì ta sai rồi phạm nhàn không muốn nói nhiều hỏi lại phụ thân có chuyện ta vẫn thắc mắc có thể hỏi người không hỏi đi thôi bỏ đi cũng khuya lắm rồi, hài nhi về nghỉ trước. chẳng hiểu sao hắn im miệng không nói mà sửa lại thành ta không quen thuộc kinh đô, có thể cho đằng tử kinh theo ta không? đằng tử kinh dọc đường làm việc rất tốt, nhưng cũng chỉ là một cao thủ đệ tứ đẳng. phám kiến nhíu mày, ta sẽ thu xếp cho ngươi một hộ vệ mạnh một chút. nước ở kinh đô rất sâu ý nói nguy hiểm. phám nhàn mỉm cười, không cần đâu, mãi mới hòa hợp với hắn được cần gì phải đổi người khác. Phụ tử hai người nói thêm mấy câu. Đêm đã khuya, Phạm Nhàn lễ phép xin cáo lui, bên ngoài đã có nha hoàn chờ sẵn, đi vòng vèo qua hành lang như mê cung, đưa hắn về phòng. Đăng bởi Admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị. Bạn đang nghe tải Holic Audio. mươi 46, xa quê gặp chuyện cũ. Nằm trên giường thơm ngào ngạt, ngón tay vô ý thức xoa xoa cái cầm chân nhẵn, Phạm Nhàn còn đang tiêu hóa nốt mấy lời của phụ thân vừa nói. Tuy hắn biết tại kinh đô nhất định sẽ có khá nhiều chuyện rắc rối, nhưng không ngờ được sự thật lại rắc rối đến như thế. Vừa rồi, trước khi rời đi, hắn muốn hỏi phụ thân một chút về việc 4 năm trước Liễu Thị phái người dùng độc ám sát hắn, nhưng nghĩ lại trong đại tộc nhà cao bao giờ cũng có những việc sơ bẩn, có lẽ có rất nhiều điều vẫn được giấu kín dưới lớp son phấn kia. Nếu cứ muốn cưỡng ép xé mở ra cũng chẳng được gì. Dù sao trong khi nói chuyện với vị phụ thân lần đầu gặp mặt này, hắn cũng cảm thấy được vài phần tình cảm yêu mến mình chân thật. Xem ra trước kia giữ mình ở Đạm Châu hẳn có quan hệ tới kẻ thù đã hại chết mẫu thân. Khóe môi hắn hơi nhếch một nụ cười như miếu muốn kết hôn với cô gái đó ư. Xem ra phải dùng một ít thủ đoạn với Lâm Tiểu Thư. Có vẻ đó là một cô nương rất đáng thương. Hắn quyết định tìm cơ hội tới nhìn Lâm Tiểu Thư một cái, ánh mắt rơi trên chiếc gương dài hẹp trong góc tường, hơi hiếu kỳ muốn đi tìm xem chìa khóa ở đâu. Chân khí chậm rãi chảy xuôi, vì bận đi đường mà đã dừng tu luyện hơn 10 ngày, hôm nay lại lặng lẽ tiếp tục. Vào thời khắc chuẩn bị tiến vào minh tường, Phạm Nhàn chợt nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên này với phụ thân, lòng dâng lên một số nghi vấn. Khi Phạm Nhàn đang trần chọc trong đêm đầu ở Kinh Đô, thì Nam Bá Tức Phạm Kiến vẫn đang đờ ra trong thư phòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua hắn được thấy Phạm Nhàn khuôn mặt lạnh lạnh sáng sủa xinh đẹp đã đưa ông trở về với một đoạn hồi ức. Thật lâu, thật lâu, thất thần lầm bẩm Tiểu Diệp Tử, con chúng ta đã trưởng thành, quả nhiên rất giống nàng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, Trần Bình Bình vẫn phản đối việc hắn vào kinh, nên ta cho hắn tạm nghỉ một thời gian, đón nhà Nhi về kinh đô, có người chứng giám, sản nghiệp của Diệp Gia nhất định sẽ quay về với nó. Ngọn nến lung linh soi tỏ khuôn mặt trung nên, hắn nhẹ giọng yên tâm đi, ở Khánh Quốc, không ai dám làm tổn thương nó. Chấm, ánh mặt trời xuyên qua làn mây mỏng chiếu xuống, khi vàng óng ả, à, khi dịu mát, cây cối hai bên đường xòe lá, lung lay theo gió nhẹ. Đã cuối xuân, hồ nước dưới chân hòn giả sơn trong vườn xinh đẹp xuyên dáng tới lạc kỳ. Xe ngựa phạm phủ chậm rãi lọc cọc lăn bánh trên đường, theo sau là một đám hộ vệ, nhìn lướt qua cũng biết rất có thanh thế. Trong xe rất an tính, Phạm Nhàn lim dim hai mắt, nhược nhược chăm chú bóc quả sơn trà, sau đó ngọt ngào đưa phần thịt quả ngon mọng lên môi ca ca. Phạm nhàn hé miệng ăn ton tót, lại còn nuốt nước miếng chẹp chẹp. Phạm tư triệt khó tin nhìn cảnh trước mặt nó biết tỷ tỷ nó 15 tuổi, cầm kỳ thi hỏa không gì không giỏi, trong tầng lớp thượng lưu ở Kinh Đô là người rất có tài danh, luôn mắt cao hơn chán, như núi băng không đổi, khiến cho vô số tài tử quý nhân ảo não thở dài hôm nay lại khơi khơi ngoan ngoãn như thế hầu hầu hà hà tên phạm nhàn kia ngoan ngoãn bóc vỏ sơn trà đút cho hắn ăn phạm nhược nhược không biết nàng đang nhìn ca ca bằng một ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt này đã rơi vào mắt đệ đệ nàng chỉ là tự nhiên nhất muốn ca ca được dễ chịu một chút vì hắn là huynh trường mười mấy năm qua biển biệt mãi vùng biên cương đạm châu hẳn cũng chịu khổ không ít lần này vất vả nhập kinh lại lập tức bị ép hôn với lâm tiểu thư kia trong mắt tiểu cô nương này trên đời tuyệt đối không có người con gái nào thực sự có thể xứng đôi với ca ca nàng, huống chi là Lâm tiểu thư với thân thể bệnh tật như vậy. Tuy bây giờ ở kinh đô, tài danh Phạm tiểu thư đã vang xa tứ phương, nhưng từ trong lòng nàng vẫn muốn làm cô bé mỗi ngày đều nghe kể chuyện ma quỷ ở đảm Châu xưa. Chỉ có nàng biết rõ, trong bụng ca ca mình chất đầy vạn tự thiên thư, còn tào công, Tô ông gì đó trong thư chỉ là cái cớ mà thôi. Nàng mỉm cười nhìn ca ca trước mắt, thầm nghĩ: ca ca rõ ràng văn tài tung hoành, vì sao không muốn thể hiện cho người khác biết. Phạm Nhàn cũng đang ấm áp hưởng thụ tình cảm anh em, Lim Di mắt cũng biết muội muội đã sớm biết thạch đầu ký là tác phẩm mình, viết, chẳng qua đang tự thắc mắc một vài vấn đề. Tình hình ở kinh đô có chút sai lệch với dự đoán của hắn trước khi tới đây, ít nhất, xem ra 4 năm trước liễu thị làm ra chuyện kia hẳn cũng nhận hình phạt nào đó, nên rất an phận. Mà thấy cậu nhóc đệ đệ kia ngoan ngoãn, cũng rất phục cái uy dạy em của nhược nhược, cũng không đẩy mình đến chỗ khó xử. Có gia đình dù sao vẫn rất hạnh phúc. Lúc này Phạm Tư Triệt đang tò mò nhìn Phạm Nhàn, nó thừa nhận người anh cùng cha khác mẹ này so với mình khi lớn lên đẹp trai hơn hắn rất nhiều, nhưng cho đến cùng, trong bụng nó vẫn khăng khăng cho rằng Phạm gia chỉ có một mình nó là thiếu gia thực sự, còn người này chỉ là một người ngoài. Thế nhưng nghĩ đến tỷ tỷ, thời gian qua tỷ vẫn cứ nhẹ nhàng dịu dàng như hoa cúc, luôn luôn tỏ một thái độ sùng bái không gì sánh được với Phạm Nhàn, nó cũng hơi buồn bực nghĩ thầm, chẳng lẽ tên Phạm Nhàn này rất giỏi. Này, trên đường còn không có ai dám chọc vào ta. Phạm Tư Triệt kiêu ngạo đứng lên nhìn người hơn mình bốn tuổi trước mặt, ngạo khí vô cùng nói rằng. Người mới đến Kinh Đô, ta sẽ đưa ngươi đi chơi hai ngày. Phạm Nhàn vẫn dựa trên cái gối mềm nghe mà bật cười. Hắn vốn muốn là muội muội đưa mình đi thăm thú Kinh Đô kia, nhưng không ngờ được thằng nhóc đệ đệ này lại đến đi theo này tiểu tử vì sao nhất định phải đi theo chúng ta hắn hỏi phạm tư triệt phạm tư triệt hét lên đừng có gọi ta là tiểu tử ta mới chính là phạm thiếu gia thực sự phạm nhàn làm bộ ngạc nhiên đệ không cảm thấy kêu la như thế rất thiếu khôn ngoan không dù cho có sở ta cướp mất gia sản thì cũng chỉ nên âm ngoan đánh lén mới đúng xoa xoa đầu đệ đệ hắn mỉm cười. Nên học mẹ đệ nhiều hơn một chút. Phám tư triệt tròn mắt nhìn, cười hơi xấu hổ, nhưng vô duyên vô cớ bỗng dưng thấy sợ, cả người co rúm lại, trốn sau lưng nhược nhược, thầm nghĩ người kia rất cổ quái, nói với mình như thế không kiêng nề gì. Đang nói chuyện, xe ngựa đã tới một chỗ náo nhiệt tại kinh đô, giờ đã là trưa, trên đường người đi không ít, từ lâu hai bên đường mở rộng cửa đón khách, tiếng quát tiếng gọi đồ ăn ào ào không ngớt, làm cho phạm tư triệt kêu ồn ào đòi ăn đằng tử kinh chảy vào một tiểu lâu chọn chỗ, tư triệt và nhược nhược được sự bảo vệ của mấy người sang bên cạnh mô tượng bột. Phạm nhàn nửa đứng nửa ngồi ở dưới tiểu lâu nhìn ngắm hoa văn trên trụ hành lang, tấm tắc thầm khen những đường vân này rất hoa lệ, điểm thêm chút màu, huyễn hoặc dị thường, kiếp trước chưa từng thấy. Hai hộ vệ đứng cách hắn một chút, âm thầm nhìn bốn phía. Lúc này, một phụ nữ trung niên bình dân ôm một đứa trẻ con, lén lúc nhìn quanh, thấp giọng hỏi có mua sách không, đều chưa qua kiểm duyệt. Cảnh này Phạm Nhàn thấy rất quen thuộc, rất ấm áp, rất cảm động, cảm thấy như về nhà. Hắn ngẩng đầu dịu dàng vô hạn. Là Nhật Bản hay châu Âu? Đăng bởi Admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị. Bạn đang nghe tại Holic Audio. mươi 47, Hùng Bảo Thư. Đứng hàng thứ 8 tại giám sát viện, tên đầy đủ là Triều Đình Văn Anh Tổng Giáo Sử. Có chút hơi giống với bộ văn hóa thông tin thời hiện đại, Chuyên môn phụ trách xét duyệt tất cả các loại sách, xem từng chương một, thông qua mới cho phép lưu truyền. Nhiều năm trước, văn anh tổng giáo sử cấm hơn nửa số sách, nhưng có nhiều sách vẫn được lén lút in ấn lưu truyền trong dân gian mà không qua xét duyệt. Cho nên mới có nghệ thuật miêu tả thân thể, nhuộm đẫm mỹ học cưỡng bức, bệ hạ chưa cho phép cải cách văn chương nên không thể qua xét duyệt. Nhưng ở bất cứ thế giới loài người nào, đối với tình yêu, bạo lực, chính trị, luôn có những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt vì thế nên vẫn được in ấn ngầm thông thương sách chính trị thì không dám in nhiều nhưng những loại như di tình trận tiểu thuyết thì cũng được in ấn khá nhiều qua nhiều con đường khác nhau len lỏi vào khắp nơi đến tay những người muốn con nó đại thẩm bế con không thể nghi ngờ là chính là một con đường để lưu thông sách này đây cả kinh đô với cảnh này cũng đã nhìn quen mắt cũng chẳng ngạc nhiên đến quan phủ còn mắt nhắm mắt mở nói gì đến dân chúng công tử nói gì đại thẩm bán sách cấm kia rõ ràng không biết loại av rất hấp dẫn tồn tại tròn mắt đứng như phỗng phạm nhàn cười cười hỏi có sách gì trung niên thiếu phụ ôm con đổi tay móc từ trong ngực ra một quyển sách trừng tám thốn vuông vắn mở ra cả trang sách đều màu hồng nhìn qua đã nhận ra phạm nhàn hơi than thở bế con như thế mà khơi khơi đặt một quyển sách lớn thế trong người không sợ hỏng bìa sách sao đây là tiểu thuyết thịnh hành nhất kinh đô hiện nay người đàn bà cười hề hề ra vẻ thần bí. Phạm Nhàn cầm lấy sách, thản nhiên không thèm quan tâm đến vẻ mặt thần bí kia, mở sách ra. Sắc mặt hưng phấn vô cùng. Trang bìa quyển sách không có tên, tên sách được in ở trong bốn chữ. Phong Nguyệt Bảo Giám. Lật trang đầu tiên liền thấy dòng chữ bên dưới, ai biết thiếu phụ trẻ này là kỳ thú trời sinh, một khi nam nhân ân ái, cả người gân cốt đều sụi lơ, làm cho nam tử triền miên nằm trên giường hắn há hốc mồm cả ngày không nói được một lời liếc mắt nhìn là nhận ra đây chính là sách mình cho muội muội hồng lâu mộng trang bìa trong có một đoạn văn tự ghi là phụ nữ trung niên cho rằng tiểu ca đẹp trai đã động lòng thấp giọng cười đây chỉ là một chút ban đầu đặc sắc là ở bên trong ở kiếp trước phạm nhàn quanh năm nằm chết dí trên giường thân thể bất động hiển nhiên không thể mở miệng nhờ hộ sĩ muội muội kiếm cho mấy thứ tiểu thuyết sắc hiệp nên không có cách nào khác là nằm xem đi xem lại Hồng Lô Mộng, xem vô số lần, toàn bộ nhờ vào các cô nương dung mạo như ngọc trong sách mà giải hết phiền muộn trong lòng. Hôm nay tại kinh đô sầm uất bỗng dưng lại thấy thứ này lại trở thành giáo án cơ bản, cảm động không thôi, chỉ hơi thắc mắc, rõ ràng chỉ có muội muội của hắn là biết đến Hồng Lô Mộng, thế nào lại trở thành ấn phẩm thư sách nổi tiếng tại kinh đô được bày bán đầy đường thế này? Ngay cả giá cũng không hỏi Phạm Nhàn lấy tiền trả bà ta không mảy may tiếc nuối, đây đều là bạc buôn bán báo chí ở Đạm Châu mà có, dùng rất xa xỉ. Người phụ nữ trung niên vui sướng cười tô tét ôm bạc quay đi, Phạm Nhược Nhược vừa mới dẫn Phạm Tư Triệt tới trước từ lâu, trong tay không có mặt nạ nhưng lại cầm một món đồ chơi bằng đường vừa đi vừa liếm. Vừa làm gì thế? Nhược Nhược cười hỏi ca ca. Không đợi hắn trả lời, Phạm Tư Triệt đã cười nhạt chế diễu để thấy hắn mua một quyển sách của người đàn bà kia cũng không biết lánh đi một chút giữa đường cái to lại đi bán những thứ khó coi này nhược nhược hơi nao nao không biết chuyện gì xảy ra phạm nhàn cũng đang muốn hỏi riêng muội muội mấy câu nên cũng lười chẳng muốn đối đáp với trẻ con vừa lúc đằng tử kinh ra báo bàn ghế đã có hắn liền kéo bàn tay nhỏ nhăn của muội muội chạy lên lầu phạm tư triệt sửng sốt liếm thứ đồ chơi bằng đường nhanh chân đuổi theo trong tiểu lâu rất đông người lầu ba rất thanh tính nhưng bàn ghế cũng đã đầy chặt xem ra đằng tử kinh có thể kiếm cho mấy người một bàn năng lực quả không tồi phạm nhàn nghĩ lần trước mình xin cha cho hắn theo là một quyết định rất đúng đắn ngồi vào cạnh bàn mắt hắn rất nhanh đào qua đệ đệ kia mỉm cười cũng không tị với nó đưa quyển sách hồng trên tay cho muội muội nàng khẽ nhíu mày nhận lấy vừa mở trang tên sách ánh mắt giật mình hoảng hốt lật thêm mấy trang nữa lại càng tái hơn vội vàng quay sang khẩn khoản. Ca ca, muội cũng mới thấy lần đầu tiên. Phạm nhàn cười an ủi. Ta không trách muội đâu. Hắn biết từ trước, hẳn muội muội không nhịn được nhất định đã chép lại hồng lâu mộng thành tập. Hơn nữa nhất định cũng lại nhịn không được chia sẻ cho những tìm muội khuê phòng thân thiết. Nhưng hắn nghĩ thầm, nếu là bản của nhược nhược, hẳn cũng là tiểu thư nhà giàu vương tôn quý tộc. Có chuyển đi thì cũng không đến nỗi lan tràn ra tận ngoài đường thế này chứ cho tới khi nãy ở ngoài đường lần đầu tiên nhìn thấy bản hồng lâu mộng này, hắn mới biết, chính mình ở thế giới kia, đúng là đã đánh giá thấp sức mạnh của sách lậu. Nhược nhược ngồi im ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra một việc. Năm ngoái nàng mới tổng hợp 68 chương đầu của hồng lâu mộng về một quyển, để trong phòng mình, lấy gỗ đè thật chặt. Có một ngày, nhu ra quận chúa nhà tĩnh vương ra tới phủ, thấy chồng sách này, cầm lên và không làm sao chịu bỏ xuống, nói là muốn đem về phủ nhưng trong lòng nàng, đây là tác phẩm tâm huyết của ca ca, sao dám đem đi lung tung ra ngoài phủ. Nhỡ chẳng may mất thì sao, nhưng nhu gia quận chúa cứ một mực năn nỉ cầu xin, thậm chí làm nàng phát cáu. Sau cùng chính tĩnh vương phi bày cho một biện pháp, sai một nữ quan trong phủ bỏ ra vài ngày chép lại. Việc đã đến nước này, Phạm Nhược Nhược cũng không thể cứ khăng khăng cự tuyệt, để cho nàng đem đi. Ai biết quyển sách một truyền mười, mười truyền trăm, đâm ra mọi người đều biết đến, âm thầm được truyền bá trong các phương công phủ đệ. Sau đó được lưu truyền tới tận mặt đường cái. Không ai biết là ta làm chứ. Phạm Nhàn nhận quyền sách, lật lật sở giờ, giờ, thấy tên tác giả là Tào Tuyết Cần, dễ chịu hẳn. Nhược nhược tự trách, ca ca với danh lợi như mây khói, muội đã vô ý để sách này truyền ra ngoài, đâu còn dám tiết lộ sách này là từ ca mà ra. Xem danh lợi như mây khói, Phạm Nhàn xấu hổ cười vỗ vỗ đầu muội muội, Nhận ra lại vô tình làm rối tóc của nàng, vội xin lỗi. Ta nếu đã viết ra, tất nhiên là để cho người khác xem. Nghĩ tới lúc đính bạc lúc nãy hơi đau lòng thở dài. Chỉ là hơi bất ngờ là lại trở thành sách lậu cho đám thương nhân đục nước béo cò, đáng tiếc một thỏi bạc trắng. Huynh muội hai người vẫn còn đang nói chuyện, tiểu nhị đã tới, cả hai đều không nói nữa. Lúc này, họ mới nhìn tới Phạm Tư Triệt, sự yên tĩnh bị phá tan nó nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt khiếp sợ, lắp bắp. Ngươi, quyển sách này, ngươi viết, đăng bởi, admin, Khánh Dư Niên, Miu Nị. Bạn đang nghe tại Holic Audio, chương 48, Văn Vỉa Hè. Nghe những lời này, Phạm Nhược Nhược mới nhớ đến, nãy giờ mình và ca ca nói chuyện đệ đệ đã nghe được hết. Nếu thằng nhóc nói cho Liễu Thị, có thể sẽ đem lại phiền phức cho ca ca. Vẻ mặt lãnh đạm của nàng đượm vẻ lo lắng, liếc nhìn Phạm Nhàn. Ánh mắt Phạm Tư Triệt từ khiếp sợ đã chuyển thành một chút khâm phục. "Sao thế?" Phạm Nhàn cười gian nhìn nó. Thằng nhóc chịu không nổi thái độ dịu dàng âu yếm vô hạn nhưng kỳ thực ánh mắt lạnh băng kiều này, run run. "Ta chỉ kinh ngạc quá thôi, sách này là ngươi viết." Phạm Nhàn hơi bực, "Đệ đã xem qua." Trong ấn tượng của hắn từ kiếp trước, nếu như 12 tuổi đã xem Hồng Lô Mộng, thích xem hồng lâu mộng thì lớn lên ắt hẳn không văn nhân thì cũng là giả dạng văn nhân lừa gạt con gái nhà người ta không có nó vội lắc lắc cái đầu xem qua một tí rất ít nói xong câu đó dường như cũng muốn lấy chút mặt mũi nó sĩ diện ngẩng cao đầu chỉ là tiên sinh có xem qua kể hắn ngẫm nghĩ một chút nó quyết định nói thật thầy rất ca ngợi nói tác giả này trong bút có khí trong lòng có phiền muộn đây là hai lời khen rất cao, Phạm Nhàn cũng không thèm đỏ mặt, vẫn chỉ cười cười. Vì thế nên đệ rất phục ta. Ta khâm phục tiên sinh. Thằng nhóc lại ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. Mà tiên sinh lại rất thích văn của ngươi. Đột nhiên, ánh mắt nó sáng lên một tia tham lam, ước ao. Hơn nữa, ta tuy rằng không xem, nhưng biết rất rõ, trên đường, một quyển này bán được tám lượng. Nó gật đầu quay sang lom lom nhìn Phạm Nhàn một cách thần tượng. Tùy ý viết chơi như thế mà lại được nhiều tiền như vậy. Thật lợi hại, ta cũng minh bạch phần nào, vì sao tỷ tỷ sùng bái ngươi như thế. Ta không thèm kiếm tiền kiểu này. Phạm Nhàn sửa, nhưng trong bụng cũng thấy lạ, nó nhìn mình khá hơn, không phải vì một bụng thi thư, mà chỉ vì khả năng kiếm tiền. Nghĩ lại, hắn cũng hiểu ra, phụ thân là ti nam bá tức giống như người cầm chìa khóa kết sắt của cả Khánh Quốc, khả năng di truyền, thảo nào thằng nhóc này trời sinh cũng rất yêu tiền. Phám tư triệt xoa xoa hai tay, nhiệt tình. Nhưng người chỉ có thể viết, trong tương lai, nếu người muốn kiếm tiền, ta có thể giúp. Phám nhàn thở dài, phát hiện đệ đệ trước mặt thật ngây thơ, đáng tiếc là hắn và nó lợi ích xung đột. Tuy hắn không muốn nhỏ ngó ra nghiệp phạm ra nhưng thủ đoạn của liễu thị đã ăn vào trong tim gan của hắn. Đột nhiên, tim hắn nhảy lên, quyết định thử một chút. Dù sao cũng là huynh đệ huyết mạch tương liên, kết cục tránh được thê thảm chút nào thì hay chút ấy. Để còn chưa nói rốt cuộc vì sao theo ta, lẽ nào hôm nay không cần đi học? Phạm nhàn trong lòng đã định, hắn quyết định sẽ trò chuyện với cậu em cùng cha khác mẹ này. Thằng nhóc tuy nhỏ NSNG cũng không phải ngu, biết vừa rồi biểu hiện của mình đã làm cho đối phương cười chê, cười cười run giọng Bởi vì, mụ mụ nói, ca ca có tài, nên ta phải đưa ca ca đi chơi học hỏi điều hay phạm nhàn thờ dài trong lòng thầm nghĩ chiêu giả bộ đáng yêu này trên đời chắc không ai có thể giỏi bằng mình thằng nhóc lại dám múa dìu qua mắt thợ hắn minh bạch phạm tư triệt là nghe lời liễu thị mà làm nhưng bên kia hẳn không cần phải tử tế với mình dù cho có bị phụ thân lợi dụng cũng không đến nỗi lỗ mãng như thế cơm nước bưng lên phạm nhàn ăn như gió tay đũa đảo qua bàn cực chuẩn vơ hết vào trong miệng mặc kệ muội muội và đệ đệ đang ngồi chết chân há hốc mồm mà nhìn liếm liếm môi thưởng thức dư vị mỹ thực một lúc hắn mới gật đầu đồ ăn ở kinh đô quả thực rất ngon nhược nhược thập phần thanh tú chỉ nhỏ nhẹ ăn một chút nhưng nghiêng đầu đọc hồng lô mộng tính ra quỷ đói chỉ có hai anh em phạm nhàn và phạm tư triệt ăn như điên thằng nhóc vừa ăn vừa bực bội tính ra ta lớn lên còn béo hơn cả ngươi nhưng thế nào lại ăn ít hơn nhược nhược càng xem lông mày càng nhăn tít lại, nàng phát hiện ra bản hồng lâu mộng này so ra cũng không kém mấy bản, chính văn, giáo khoa là mấy, chỉ là trang bìa cố tình quảng cáo khoa trương rất nhiều cô nương, chỉ sợ người ta xem rồi lại lầm tưởng hồng lâu mộng là dâm thư. Phạm nhàn thấy vẻ mặt của nàng cũng đoán ra được nguyên nhân, mỉm cười tạm dừng chiếc đũa, đặt cạnh bàn. Chỉ là một thủ đoạn bán hàng thôi, có gì đâu mà phải tức. Lúc này âm thanh hai huynh muội nói chuyện cứ to dần. Nhược nhược mơ hồ đoán được thủ đoạn bán hàng có ý gì, nhưng Phạm Tư Triệt thì mờ mịt, không hiểu nổi. Ví dụ như một quyển sách, người bán khẳng định là phải biết mình bán cái gì, cho nên mới viết thêm vài lời giới thiệu, nhất định phải sáng tỏ rõ ràng, không cần thiết nói hết nội dung, nhưng phải thu hút được sự chú ý của người khác. Nhấp một ngụm trà, hắn lại từ tốn giải thích. Muội muội tức giận, vì sách này vốn trong sáng, đem bày ra một loạt cô nương, mà không nói rõ về cốt truyện tổng thể, Ngược lại còn làm cho đại bộ phận người đọc hiểu nhầm, cho rằng chuyện này là một thứ dâm thư, đúng không? Nhược nhược tròn mắt gật đầu, nghĩ thầm tác phẩm hay như vậy lại bị mấy lời giới thiệu bẩn này nhảy vào nói trước, chẳng lẽ lại không tức giận. Thế nhưng muốn bán sách thì nhất định phải làm như vậy. Nhìn vẻ mặt chăm chú của nàng, Phạm Nhàn không nhịn được cười. Nếu như để cho ta làm, ta còn làm hơn thế nữa kia. Giá một quyển không dưới 10 lạng nên viết 10 chủ đề chính ở trang tên sách, mỗi chủ đề lại ghi thêm vài dòng mê người ở dưới, như thế mới có thể làm cho người ta ngứa ngáy không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền ra rước về mở ra xem. Ví dụ như, ví dụ như những cô nương này, thế chỗ này viết thế nào? Nhược nhược đã hiểu ý ca ca, mỉm cười chỉ vào một chỗ, là chương 23, Tây Sương nhớ rượu từ thông nói lời chiêu đùa, mẫu đơn đình diễm khúc cảnh thương tâm đây chính là tà cảnh trốn hoa nổi tiếng, hoàn toàn không thể tìm ra nổi một từ có thể làm cho người ta đỏ mặt. Phạm Nhàn cười hi hi. Đã có hai dòng thơ đẹp, đương nhiên có thể miêu tả, nhưng nếu đổi thành ta, hay là thế này. Những người trong vòng tròn đó hơn phân nửa là con gái, vẫn đang hồn nhiên trong thế giới hỗn độn này, trong lòng vẫn ngây thơ rực rỡ, đứng ngồi không yên, hỉ hà cười vô tâm, nào biết trong lòng Bảo Ngọc đang chất đầy tâm sự. Chàng không được tự nhiên, đi tới vườn hoa, chỉ lang thang bên ngoài rồi lại si ngốc. Nhìn lạc hồng bay bay, rồi sau đó đem những chữ đứng ngồi không yên, hỉ hả cười vô tâm. Lang thang, si ngốc, lạc hồng, đem bôi đỏ hết. Nhược nhược cúi đầu, quả nhiên là đúng, vốn là ngôn từ ở ta, nhưng lại nói như vậy. Hơn nữa lại là nói về một cảnh đẹp không vướng bụi trần. Không khỏi khiến cho người ta liên tưởng tới những thứ không đứng đắn. Hơi đỏ mặt, nàng thấp giọng thì ra ca, ca vẫn thường kể những chuyện thiếu đứng đắn như thế. Phám tư triệt ngồi ngây một bên, giơ ngón cái. Đại ca, ngươi thật tài tình. Phụt, cả chén trà vừa đổ vào miệng phạm nhàn đã phun ra hết. Vừa lúc, từ bên ngoài có tiếng nói vô cùng cao ngạo. Đồ tới kẻ ngông cuồng, lòng đầy dâm tà, lại có thể xưng là có tài. Đăng bởi, admin. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn